Trời đã khuya và bạn đang lái xe trên một đoạn đường cao tốc vắng vẻ ở một nơi nào đó của New Mexico. Không có gì khác ngoại trừ bạn, xe của bạn và con đường. Bạn không biết rằng bản thân sắp gặp phải một điều gì đó, một cái gì đó rất đáng sợ. Trời không trăng và bầu trời tối đen như mực. Chiếc xe của bạn không thể chiếu thật rõ con đường tối tăm phía trước. Ngay sau đó, bạn phát hiện ra thứ gì đó trong gương chiếu hậu. Đó là một cặp đèn pha. Không có gì quá lạ lùng về chúng, ngoại trừ việc chúng đặc biệt sáng. Mắt bạn đang quen với bóng tối nên bạn bị chói phải nhìn về hướng khác. Khi bạn nhìn vào gương một lần nữa, bạn thấy rằng chúng đang ở gần hơn, càng lúc càng gần. Chắc chắn chiếc xe phía sau phải đi rất nhanh. Bạn không biết tại sao, nhưng có điều gì đó về chiếc xe phía sau của bạn khiến bạn cảm thấy bất an. Hình như có điều gì đó không ổn. Bạn tăng tốc lên một chút, có lẽ bạn có thể giữ khoảng cách với họ. Nhưng ánh sáng đó lại cứ gần hơn. Vì vậy, bạn tăng tốc thêm một chút nữa. Tuy nhiên, cặp đèn pha ngày càng lớn hơn trong gương chiếu hậu của bạn. Bạn cảm thấy lo lắng. Trông giống như chiếc xe phía sau đang lao thẳng về phía bạn. Bạn đạp chân ga. Mặc dù vậy, cặp đèn pha vẫn có thể dễ dàng bắt kịp. Và bây giờ chúng ở ngay phía sau của bạn. Cho dù bạn đi nhanh đến đâu, chúng vẫn ở ngay sau bạn. Đèn sáng và gần đến mức gây chói mắt. Bạn cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ đèn đang lạng qua lạng lại phía sau bạn. Họ muốn làm gì? Bạn chuyển làn không bật xi nhan, nhưng chúng vẫn theo bạn không chút khó khăn. Bạn đạp mạnh chân ga, động cơ xe như cầm rú lên, nhưng chúng cứ tiến lại gần hơn. Chúng tiến sát đuôi xe của bạn rồi. Ánh sáng trắng chói lóa làm mờ mắt bạn, khiến bạn phải thò tay kéo kính chiếu hậu để hạ nó xuống. Bạn ngẩng lên nhìn đường, vừa kịp đúng lúc để thấy con nai đang đứng ngay giữa đường. Bạn phanh hết sức có thể. Lốp xe của bạn kêu to trong đêm và bạn gồng mình để sẵn sàng cho việc va chạm vào con nai lẫn chiếc xe phía sau. Bạn dừng lại cách con nai vài cm khi có điều gì đó khó tin vừa xảy ra. Hai đèn pha dường như tách ra, lướt qua bạn ở hai bên hông xe. Bạn và con nai nhìn nhau trong tích tắc, như thể cả hai đang nghĩ đó là cái gì vậy. Rồi con nai phóng đi vào trong màn đêm. Bạn không biết điều gì đang xảy ra, nhưng bạn cũng không muốn dừng lại để tìm hiểu. Bạn chuyển số lùi và đạp ga, quay ngược xe 180 độ. Bạn không thể nhớ thị trấn gần nhất cách bao xa, nhưng chắc chắn bạn sẽ không đi theo hướng của ánh sáng kỳ lạ đó. Bạn lái xe nhanh nhất có thể, kiểm tra gương liên tục để xem có gì ở phía sau bạn không. Không có gì, chỉ là bóng tối. Có lẽ cuối cùng bạn cũng được an toàn. Nhưng không, chúng đang ở ngay trước mặt bạn. Ánh đèn mà cách nào đó xuất hiện từ hư không ngay phía trước xe của bạn. Bạn đánh mạnh tay lái để tránh va chạm, và xe của bạn bay khỏi làn đường. Đầu bạn đập vào cửa sổ khi chiếc xe bị lật, lăn tròn, lộn nhào. Chiếc xe dừng lại cách đường 100 m, lộn ngược. Đèn một chiếc xi nhan nhấp nháy soi sáng mờ mờ khu vực xung quanh. Một chiếc đèn pha tiếp cận chiếc ô tô, nhưng nó không chuyển động như một chiếc xe. Nó đang di chuyển như một con vật. Bạn bị sốc vì tai nạn. Tầm nhìn của bạn bắt đầu mờ đi. Điều cuối cùng bạn nhìn thấy là một tia sáng thứ hai đang đến gần. Sáng hôm sau, cảnh sát trưởng địa phương đang điều tra hiện trường một vụ tai nạn xe hơi. Thật kỳ lạ, không có thi thể nào. Chỉ có vài mảnh vụn quần áo và một đôi giày quần vợt đang nằm ngay ngắn trên nóc ô tô lộn ngược. Tuy nhiên, kỳ lạ nhất là những dấu tay trẻ con trên cánh cửa xe bị bẩn. Cảnh sát trưởng không biết đang nghĩ gì. Điều mà cảnh sát trưởng không biết đó là anh ta vừa chứng kiến hậu quả của một cuộc tấn công của SCP-745. Một sinh vật kỳ lạ và bí ẩn được gọi là đèn pha. SCP-745 là tên hiệu một tổ chức SCP đặt cho một sinh vật săn mồi hai chân sống về đêm. Có khu vực săn mồi là đoạn đường cao tốc bị bỏ hoang ở phía bắc New Mexico. Đặc điểm đặc biệt nhất của SCP-745 là đầu của nó. Phần trên của nó là một khối da căng phồng trong mờ. Không có cơ quan xúc giác nào được nhìn thấy trên đầu, cũng như không có hộp sọ cứng nào. Bộ não của sinh vật có thể được nhìn thấy trực tiếp qua lớp da bán trong suốt được bao phủ bởi một mạng lưới các cơ quan có thể phát sáng. Các cơ quan này có khả năng tạo ra ánh sáng ổn định, được đo trong khoảng từ 1.400 đến 3.200 lumen, tương đương với những đèn pha khí xenon. Thực thể được quan sát thấy có khả năng thay đổi màu sắc của ánh sáng này, cũng như nhấp nháy nó theo các chu kỳ cụ thể. Có giả thuyết cho rằng nó thực hiện hành vi này như một cách để tự vệ và cũng có thể sử dụng như một cách để giao tiếp với các cá thể khác cùng loài. Phần còn lại của cơ thể SCP-745 được bao phủ bởi lớp da có màu đen sẫm, gần như hấp thụ ánh sáng và khi kết hợp với phần đầu ánh sáng chói của chúng tạo nên hình ảnh một điểm sáng như đang trôi nổi trong bóng tối. Vì các thực thể SCP-745 hầu như chỉ săn theo cặp, với địa điểm săn mồi ưa thích của chúng là những đoạn đường xa lộ,
chúng dễ bị nhầm lẫn với đèn pha đang di chuyển hoặc đang đến gần. Hai thực thể SCP-745 có thể di chuyển đồng thời cùng nhau, chạy song song với tốc độ lên đến 180 km/h. Chúng sẽ nhắm vào những phương tiện đơn độc trên đường cao tốc và sẽ bắt đầu đuổi theo hoặc chạy thẳng về phía họ, khiến cho người lái xe xấu số nghĩ rằng một chiếc xe đang di chuyển phóng nhanh đến gần họ. Sau khi đến gần mục tiêu, chúng sẽ cố gắng dừng xe bằng bất kỳ cách nào, cho dù buộc người lái xe phải tấp vào lề vì sợ hãi hay khiến xe bị lật tung khỏi đường. Một khi con mồi của chúng đã dừng lại, bị lật xe hoặc bị vô hiệu hóa bằng cách nào đó, hai sinh vật sẽ tách nhau ra và tiếp cận chiếc xe để tấn công trực tiếp và tiêu diệt những người ngồi trong xe. Hầu như không còn thứ gì sót lại sau cuộc tấn công, chỉ còn một vài mảnh quần áo và giày của nạn nhân. Ngoài hư hại do tai nạn, không bao giờ có bất kỳ dấu hiệu nào khác của sự vật lộn nào, với bằng chứng duy nhất còn lại tại hiện trường là dấu tay giống như trẻ con từ cặp chân trước của SCP-745. Thật kỳ lạ, phân tích cấu trúc gen của SCP-745 cho thấy rằng không giống như con người, chúng không phải là một dạng sống có cấu trúc từ carbon, có nghĩa là chúng không có khả năng hấp thụ bất kỳ dinh dưỡng nào từ việc ăn thịt người. Sau đó, người ta đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể chỉ săn bắt như một hình thức thể thao hoặc một hình thức hưởng thụ đồi bại khác. Câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp vì hiện tại không có quan sát nào được ghi lại về việc SCP-745 kiếm ăn trong tự nhiên, vì các cuộc tấn công thành công chưa bao giờ để lại nhân chứng nào và các sinh vật tổ chức SCP bắt được đều không ăn. Không có hang ổ, tổ hoặc nơi ẩn náu nào khác của SCP-745 được tìm thấy, cũng như tổ chức không xác định được bất kỳ nơi sinh sản nào hoặc con non nào của thực thể này. Không rõ chúng sinh sản bằng cách nào hoặc khi nào chúng xuất hiện lần đầu. Những gì được biết là chúng đã thiết lập một khu vực săn bắt rộng khắp miền Tây Nam Mỹ cho đến khi các đội của tổ chức bắt đầu giảm bớt số lượng của chúng vào những năm 1960. Cho đến nay, nỗ lực này dường như đã thành công và tất cả các lần nhìn thấy SCP-745 gần đây đều giới hạn trong một đoạn đường cao tốc ở phía bắc New Mexico. SCP-745 đã được phân loại là Euclid, và để hạn chế khả năng tiếp xúc với dân thường, tổ chức đã mua đất xung quanh đường cao tốc, giao thông được chuyển hướng sang các con đường khác. Các đội an ninh của tổ chức cải trang thành nhân viên tuần tra đường cao tốc để loại bỏ bất kỳ kẻ xâm phạm hoặc những du khách vô tình bị lạc trên đoạn đường cao tốc nguy hiểm. Các đội an ninh cũng được giao nhiệm vụ cố gắng bắt giữ bất kỳ cá thể SCP-745 nào mà họ có thể, và bất kỳ sinh vật nào bị bắt, dù sống hay chết, đều phải được đưa vào một thùng chứa BCU cấp 3 và chuyển đến khu vực 17 để nghiên cứu thêm. Các quy trình quản thúc để có thể bảo quản các mẫu vật sống vẫn đang được nghiên cứu, và hiện tại không có mẫu vật nào của SCP-745 còn sống sót sau hơn một tuần bị giam giữ. Tuy nhiên, do không có sự xuất hiện mới nào của SCP-745 bên ngoài đoạn đường cao tốc được cô lập và giám sát, và tất cả các báo cáo về ánh sáng ma quái những nơi khác trên cả nước đều không cho thấy bằng chứng về sự bùng phát thêm của SCP-745, chúng được coi là đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob. Đồng thời, bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.